là em kênh của Nam CT. Chào các bạn nhá, mình là Phong Bụi đây. Mình vừa bị ném vào trong cái bể nước này. Đột nhiên mình lại nghĩ được một ý tưởng. Nó là bị mình cho là hơi cay, bây giờ nó sẽ cho lại bố mẹ nó là đây cái xe của nó nha các bạn nha. Đấy, đây cái xe của nó đây. Là cái ý tưởng của thằng Nam CT là như thế này. Nó sẽ giả vờ là ướt như chuột lột này. Mình với nó sẽ giả vờ là lao xe xuống sông mất xe rồi. Đấy, xong rồi về. Rồi xong đi bộ về xem bố mẹ của thằng này nó phản ứng như nào. Nhưng mà trước tiên cần phải hóa trang tí em ạ. Này, cầm cho anh tí. Giờ lao tao xuống sông thì mặt mình nó phải đen đi tí. Bôi tí cát vào mặt đi, hiểu không? Các đã diễn là ta phải diễn cho thật luôn. Cho bố mẹ mày hốt cả hề luôn rồi. Mất cái con này, mất cái xe Vespa 350i này. Hơi bị ban tí căng đấy. Đấy, giờ mình sẽ hy sinh nghệ thuật để trêu cô chú của mình nha. Tức là bố mẹ của thằng này. Giống không? Giống như vừa cắm đầu xuống sông không? Ê cô chú ơi, thằng Nam không hiểu đâu lại đi xe xuống sông. Mày có coi vào, có sợ bẩn áo không? Có chỗ bẩn áo không? Cát rồi. Đấy cát nhá. Nó thôi bẩn rồi. Cát đâu? Bẩn rồi, bẩn. Cho một tí nữa đi. Bẩn chưa? Một tí nữa đi. Đây có sẵn một ít nước cho đáy này. Đây có sẵn một ít nước cho đáy này. Đấy. Có chó cho mình con ra đây đáy thôi. Chó là giấu. Giấu nhá. Giấu nhá. Đấy, như vậy thì nó mới giống là hai thằng vừa mới lao xuống sông xuống mất xe các bạn ạ. Chó ăn ấy kìa, cả tay cả chân vào. Đùa vậy chứ làm gì chó treo trên cây cảnh gái được. Thôi, tập ý đây em nghe. Tối rồi. Làm gì đi áo. Mày cứ bôi cát bùn đến đâu xong mày lại xóa đi đấy à? Giờ bôi cho anh đi. Không, anh lại bôi cho mày. Cho anh ấy giống như kiểu vừa lao xuống sông vào, cắm đầu xuống sông vào. Mặt mũi tao đã nâu chưa? Nâu rồi. Nâu chưa? Cho anh tí chân nó đi. Em buồn cười quá. Vào lấy xả xanh thủy tinh đây, tao rạch mày miếng vào tay này cho chảy máu này. Vậy nó bị giấu. Thôi, tốt nhất là video này của mày thì mày lấy dao đi. Tao làm cho một vài đường ở đây cho máu nó chảy ra. Giờ đập vỡ điện thoại luôn. Đi kiểu điện thoại hỏng luôn. Vứt ví đi. Được rồi. Vứt ví chưa? Vứt nhái rồi. Giờ điện thoại đập vỡ màn hình luôn để bố mẹ mày nghĩ luôn thật là thật. Chơi chứ phải chơi lớn. Được chưa? Yeah. Được chưa? Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi ngoài đường nhé. Em sẽ ở nhà. Đi ngoài đường như vậy là nguy hiểm này. Bọn nó nhìn không khác gì hai thằng điên. Được chưa? Được chưa? Mặt này đi đường. Hả? Đi đường. Mày đi đường luôn cơ gì nữa. Xong rồi giấu xe ở đâu? Giấu nhà bác mày nhá, xong đi bộ vào trong nhà mày xong nó hét lên. Được chưa? Ok chưa? Quyền nhá. Quyền đây, thôi bây giờ mày dọn cho anh cái đống này nhá. Bây giờ là anh có công tác mới với thằng Nam CT rồi. Ok các bạn nhá, bây giờ anh em mình sẽ lên để đấy. Chúa tí em đây, chờ nó giống thật. Đấy, vừa cắm đầu xuống sông vào. Mấy điên là chả dám biết. Đây các bạn nhá, trong cái rủi nó lại có cái may. Nam CT là bị chôn xong, bây giờ đi chôn bố mẹ Nam CT tiếp các bạn ạ. Hợp lý, giờ hai thằng đi ra ngoài đường hơi bị sợ này. Lần trước là hai thằng tâm thần. Hai thằng tâm thần đấy. Lần trước là mình với thằng Nam là đi ra ngoài đường, xong ôm theo cái cục người nộm, đi ra cánh mã, xong người ta tưởng là đi giết người. Thế là bị gọi lên công an đấy con ạ. Bây giờ mình và thằng Nam sẽ về nhà thằng Nam nhá. Nhưng mà cất xe ở nhà bác nó, cách xa nhà nó một đoạn. Xong đấy là hai thằng đi bộ về. Ý tưởng điên rồ. Nhiều người này các bạn ạ. Ok chưa? Bây giờ anh em mình là gần về đến nhà rồi. Thì tắt máy đi. Xong để bác thằng Nam ngay đây thôi. Nhà thằng Nam thì cách nhà bác nó thì hai nhà. Và phải tắt máy đi. Không bố mẹ nghe được tiếng nổ máy quen. Bố mẹ biết ngay. Rồi để đâu cũng được ạ. Rồi giờ chúng cháu đang trêu cô chú chú Trịnh kìa. Mặt kiểu thử xị ra này, xị mặt ra này. Như chó ỉa, như kiểu chuyên môn đi. Đấy, vậy đi. Bố ơi, bố ơi, Nam đi không cẩn thận, thế là bị xe rơi xuống ảo chứ không ạ? Giờ bố bảo ai xuống lấy đi. Giờ phải gọi xe kéo thì mới kéo lên được. Nó cắm đầu xuống ao. Chú ạ. Xuống đâu? Ở ao dưới chân bê chỗ nào cũng cứ ngủ. Giờ phải mượn cái xe móc kéo đâu móc lên. Mày điện cho anh mày xem có ai quen có cái xe móc không? Kéo dây cáp vào trong móc lên thôi. Có à.
bố đi ấy đi bố không mất xe không nhìn đang làm gì à đang sợ gì ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đặt máy quay ở đây. Bố mình đang dọn nốt đồ ấy, xong là mình ngồi kia là đợi bố mình vào rồi anh em mình sẽ giải quyết. Em cảm thấy như mặt bố em hút rồi, nhưng mà chắc lúc đấy là đang bận làm nên là không thấy gì ấy. A few moments later. Sao? 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 Mãi quay lại nhau nói chuyện. Thằng Nam lái xe không để ý, có thằng Tăng Ngàn mới lái ở đường bố mình đúng bờ ao. Thế là xe chưa được? Chưa nữa, anh bờ ao nhưng mà... Ngay bờ ao mà không ngồi lên giờ có lắm. Bố bảo anh biết anh lấy xe kéo, anh kéo lên. Rồi, anh không có nhà đâu. Lấy cái điện ra đi. Mày đi đứng chỗ này. Làm anh về, cũng bảo anh về luôn, để tối có gì thì còn lấy vào. Nếu không có xe thì cầm tầm khoảng 4-5 người bê lên, 2 người đấy thì kéo được. Còn 2 cháu không bê được xe thì nặng. Ừ, đi lấy xe đi. Ừ. Thằng Lan đi sao mẹ nó lao quả xe cũng đi dưới dưới đào hả? Hả? Hai thằng đó không đi hai nhà nó lao nhau sao lại lao lao giờ xe thì lớn mình không lấy xe lớn không được người lên đây lấy không được người lôi lên được cái ở dưới đào thì dưới dưới phụ nó phải lên đây ra ừ người ta phải như mình là đi người đi à? Đi. Tôi tưởng là nhà. Đi rồi. Rồi qua thì thôi. Tôi tin tưởng thì bọn mấy đứa đi xuống cái lồi như thế này. Tình hình là anh em mình chỉ định lừa bố mình thôi, nhưng mà nhân thời cơ lừa luôn cả ông A Trai. mượn tay chú Trình để lừa đảo. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like, share, subscribe kênh để mình có nhiều động lực làm được các video hay và thú vị nữa nhá. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn.